Hello hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube tập yoga và đi du lịch của blog Yogi Travel. Và cái video clip hôm nay sẽ không phải là một bài tập yoga nữa, mà là cái video hướng dẫn bạn cách pack đồ, cách chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi du lịch Ấn Độ. Thì đây là lần thứ hai mà mình đi du lịch Ấn Độ. Lần này sẽ là chuyến đi 3 tuần, trong đó có 2 tuần tập yoga, học thiền và 1 tuần sẽ đi du lịch vòng quanh. Thì hiện nay cái đường bay thẳng từ Hồ Chí Minh đi New Delhi rất là dễ, cho nên mình nghĩ là năm nay hoặc năm sau sẽ rất nhiều bạn muốn đi Ấn Độ. Ấn Độ là một đất nước rất là thú vị, rất là hấp dẫn đối với mình. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sắp xếp đồ đạc gọn gàng, những cái lưu ý cần thiết khi mà bạn sắp xếp đồ đạc cho một chuyến đi du lịch Ấn Độ nha. Nào, xách ba lô ra và bắt đầu thôi. Và mình sẽ giới thiệu với bạn từng phần chi tiết những cái món đồ mà bạn cần mang theo cộng với những lưu ý nhỏ nha. Thì thường như thường lệ mình sẽ mang theo hai ba lô. Một cái ba lô nhỏ này để được máy tính, máy ảnh, những cái đồ đạc cần thiết như passport, điện thoại này kia của mình. Và mình sẽ luôn mang theo cái ba lô này khi mình đi ra ngoài. Cái ba lô này mình bự hơn một chút xíu, mình dùng để được áo quần, giày dép, mũ nón, tất cả các trang thiết bị khác. Thì đây là hai cái ba lô. Cái nữa đó là tại vì mình có một cái khóa học yoga và thiền ngắn nên mình mang theo thảm yoga. Cái này là thảm yoga du lịch đó bạn. Nó gấp lại khác với cái thảm bình thường, đó là nó mỏng hơn một chút, nhưng mà nó gấp lại được, giúp bạn gấp cuộn tròn lại, gấp lại và bạn nhét vô như là một cái khăn luôn. Nhưng mà độ bám dính của thảm thì vẫn rất là tốt, bạn trải ra trên cái mặt phẳng và tập yoga vẫn rất là ok. Cái phần thứ hai đó là phần giày dép. Thì mình mang theo một đôi giày và một đôi sandal, một đôi dép lào. Đôi giày này thì sử dụng để leo núi, trekking, đi bộ đường dài, hoặc là chạy, hoặc là các hoạt động mạnh. Cái đôi sandal này mình sẽ thích hợp với mặc với váy, mặc đầm, mặc váy, hoặc là mặc quần dài khi mà mình đi dạo quanh thành phố. Cái đôi dép lào này mình thường mang theo để mà khi mà vào khách sạn, hoặc là khi mà bạn lội nước á, bạn có giày dép để đi. Đó là ba lô, giày dép. Cái phần thứ hai là cái phần này quan trọng nhất nè, đó là visa, passport và tiền bạc. Đối với đi Ấn Độ thì bạn phải làm visa, và cái nhớ là bạn đừng nộp visa bình thường mà hãy nộp visa online, tại vì visa bình thường nó tới 3 triệu mấy lận, mà visa online nó chỉ mất có 25 đô và rất là nhanh. Thì bạn vào website hoặc là bạn check cái bài viết trước của mình về hướng dẫn cách nộp visa online. Thì bạn vào visa vào cái trang web, điền đầy đủ thông tin, upload hình ảnh và hình của hộ chiếu, thì sau 1 ngày hoặc 2 ngày họ sẽ gửi cái confirm này. Và lúc đi Ấn Độ thì bạn nhớ mang in và mang cái confirm visa này đi theo nha. Mình thường sử dụng một cái túi này để đựng tất cả những cái vật dụng quan trọng của mình, bao gồm cái visa. Thứ hai đó là tiền. Thì mình nghĩ là bạn nên mang đổi tiền đô và mang theo một ít tiền đô. Sau đó bạn có thể đổi ở sân bay khi mà bạn xuống máy bay, hoặc là đổi ở các cửa hàng vàng bạc, hoặc là các cửa hiệu đổi tiền ở Ấn Độ. Và cái thứ ba là cái passport mà bạn phải có. Một cái nữa là bạn nên mang theo cái thẻ tín dụng của bạn. Rồi hết rồi, cái này là phần này là phần quan trọng nhất và bạn nên bỏ vào một cái túi cách riêng ra. Phần tiếp theo đó là phần áo quần. Thường thì trước khi đi du lịch ở bất cứ nơi nào, không chỉ riêng Ấn Độ, bạn phải sợ trước là cái khí hậu ở đó như thế nào, cái thời tiết hiện tại ở đó như thế nào. Đối với Ấn Độ thì bạn không nên Google là thời tiết ở Ấn Độ như thế nào, bởi vì Ấn Độ là một đất nước rất là rộng. Mà bạn nên Google một cái location cụ thể, một cái vị trí cụ thể, như là mình đi New Delhi, Rishikesh và Varanasi, nên mình sẽ Google là cái thời tiết ở Rishikesh hiện nay như thế nào, cái thời tiết ở New Delhi hiện nay như thế nào. Thì theo như mình thấy thì nó sẽ hơi lạnh ở Rishikesh, tại vì nó đang là mùa đông, lúc này là tháng 1, cuối tháng 1 đầu tháng 2, đó là mùa đông, nên sẽ hơi lạnh một chút vào ban buổi sáng và buổi tối. New Delhi thực ra cũng hơi mát một chút, khoảng 15, 17, 18, 20 độ. Cho nên mình chuẩn bị sẵn một cái này là áo khoác của của North Face á bạn. Bạn cuộn lại được. Mình recommend cho những bạn nào mà đi du lịch nhiều á thì hãy mang theo cái áo khoác này. Áo khoác này khá là ấm và nó dày, nhưng mà nó lại là rất là gọn, thì khi nào lạnh quá thì bạn lôi ra xài thôi, còn không thì bạn cứ nhét nó vào trong bịch và cất nó như vậy nha. Cái thứ hai là
Mình mang theo một cái áo len, trường hợp khi mà lạnh quá, lạnh ở trên núi hoặc là mình đi trekking thì mình mang theo cái áo len dày này để mà giữ ấm, giữ nhiệt ở bên trong. Một cái nữa là mình mang theo một cái áo khoác cardigan đó bạn. Áo khoác này khoác ở ngoài, đặc biệt khi mà bạn đi vào đền chùa thì bạn có thể phủ hết cái phần mông phía sau hoặc là che được vai, thì cái áo khoác này là cái áo khoác mình sẽ mặc hàng ngày khi mà đi ra ngoài phố. Thì đó là cái phần đồ mùa đông. Đối với, tại vì mình tham gia một cái khóa học yoga và thiền ngắn nên mình sẽ mang một ít đồ tập yoga, bao gồm một vài cái, ba cái bra yoga, ba cái áo thun và ba cái quần legging. Đây là đồ tập yoga mà mình để riêng ra để khi nào đi Rishikesh thì mình sẽ sử dụng. Cái nữa là mình sẽ mang một vài cái áo thun. Bạn nhớ là đi Ấn Độ thì một vài cái đền chùa người ta không cho bạn để hở cái vai đâu, hoặc là bạn không được hở dưới cái đầu gối. Nên lúc pack đồ thì bạn nhớ pack những cái nào mà có vai, hoặc là nhớ mang theo một cái áo khoác như mình mang để mà che lại nha. Đây là một vài cái áo thun mà mình mang một vài cái quần dài, quần dạng váy á bạn, quần dài và xòe vượt qua cái đầu gối. Đó thì một vài cái, một cái áo sơ mi để khoác ở phía ngoài trong trường hợp mà áo thun của mình nó ngắn quá, hoặc là người ta yêu cầu là mình phải che phụ cái phần mông lại thì mình sẽ sử dụng cái này. Đây là một vài cái áo quần, tùy vào cái lịch trình và cái hành trình của bạn mà bạn pack nhiều áo quần hay là ít áo quần hơn thôi. Và cái bí quyết của mình là mình thường mang theo hai cái khăn. Khăn này là cái khăn mỏng giúp bạn quàng quanh cổ giữ ấm, đồng thời là cũng chụp hình đẹp nữa. Cái này là cái khăn dài mà mình đi đâu mình cũng mang, nó rất là bự. Nó bự vậy nè, thì mỗi lần đi trekking bạn có thể trải ra để nằm, vì một số cái homestay nó không được sạch sẽ lắm. Hoặc là khi mà bạn đi ra ngoài người ta yêu cầu bạn là phải mặc quần dài phủ thì bạn cũng có thể lấy cái này cuốn quanh làm váy, hoặc là cuộn lên đầu che tóc cũng được. Thì đó là một vài cái trường hợp mà ở Ấn Độ người ta, một số đền mà người ta bắt như vậy thì bạn phải áp dụng như vậy nha. Và một cái nữa đó là bạn đừng nên mang đồ da, tại vì một số đền Hindu bò là một con vật rất là linh thiêng đối với người ta, cho nên những cái đồ vật bằng da người ta sẽ không cho bạn mang vào đâu nha. Đừng mang giày da, đừng mang túi xách bằng da, đừng mang ba lô bằng da, hoặc là dây nịt bằng da họ cũng không có cho bạn vào luôn đó, nhớ để ý cái đó. Đây là phần áo quần đó, và bạn mang thêm một cái túi đựng cái bra và đồ lót mà để bạn sử dụng hàng ngày. Phần tiếp theo đó là một vài đôi vớ. Mình mang theo một ba đôi vớ, phòng trường hợp đôi này ướt thì giặt đôi kia, để mà khi mà bạn mang vớ dày. Thì đây là phần áo quần, giày dép. Mình sẽ chuyển qua chi tiết cái phần đồ đạc ở trong nhà tắm. Cái này khá là quan trọng, tại vì thỉnh thoảng mình đi Ấn Độ, lần trước mình đi Ấn Độ mình cũng không biết là mua đồ nhà tắm ở đâu hết á, cho nên mình đóng gói hết và mang hết đi theo của mình luôn. Mình mang theo một cái khăn, đi đâu mình cũng mang theo một cái khăn mặt hết á, vì thỉnh thoảng cái khăn của khách sạn nó không được sạch lắm nên mình sử dụng khăn của mình. Thì mình sẽ show cho mọi người thấy là mình có gì ở trong một cái túi pack đồ cho nhà tắm nha. Cái túi này bạn có thể mua ở trên một vài cái website du lịch á, bạn mua nó gọi là cái túi tiện lợi đóng đồ nhà tắm khi đi du lịch, nó rất là gọn bạn. Nó có một cái đồ cho bạn móc lên, treo lên ở trên tường. Còn có thêm cái này nữa, rồi nó có một cái ngăn bự phía trong, rồi các cái ngăn nhỏ, các cái lỗ nhỏ ở trong để bạn đựng đồ. Thì mình sẽ bắt đầu bằng cái show cho mọi người thấy chi tiết. Cái này là dầu gội, sữa tắm, dầu xả. Đây là đồ dùng trong nhà tắm. Cái bàn chải đánh răng, cái này là cái chai nước súc miệng. Tiếp theo đó là một vài cái hũ, này là hũ nước tẩy trang. Cái này là sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh. Đó, thì đồng thời mình còn mang theo cái lược che cổ tóc, thầy tóc dài. Và đối với Ấn Độ thì ở ngoài đường lâu lâu rất là bụi và rất là dơ. Bạn đi hết cả một ngày bạn nhớ là nên mang theo một cái hộp như vậy. Bạn đựng cái bông tẩy trang ở bên trong á, và bạn đựng một vài cái đồ mà ngoài tai á bạn, để khi mà đi về thì bạn tẩy trang sạch sẽ rồi mới rồi mặc dù bạn không make up cũng được, nhưng bạn nên tẩy trang sạch sẽ rồi mới rửa mặt thì nó sẽ sạch hơn cho cái da của mình. Vậy nha, đây là cái đồ ở trong toilet, bao gồm bàn chải đánh răng, kem đánh răng nữa mà mình chưa bỏ vô, nước súc miệng,
dầu gội đầu, dầu xả, sữa tắm, sữa rửa mặt, nước tẩy trang, dung dịch vệ sinh đó, lược, dây cột tóc và cái bông tẩy trang. Thì đây là cái bịch đồ ở trong nhà tắm. Cái bịch này mình rất là thích luôn, nó rất là gọn và bạn rất dễ dàng treo nó lên, giữ nó lên ở khắp mọi nơi. Cái phần thứ hai là cái phần skin care, đặc biệt với các bạn nữ ở Ấn Độ thời tiết khá là khắc nghiệt, mùa đông thì hơi lạnh và rất là lạnh và khô, mùa hè thì rất là nóng và nắng, nên bạn có thể mang theo một ít skin care, như là cái này không gọi là skin care được, cái này là kem chống nắng, bạn nên mang theo kem chống nắng. Thì trong cái bịch đồ này của mình, con gái mà nên sẽ hơi điệu một chút, mình sẽ có kem chống nắng. Cái này là một cái này mình được Shinhan tặng hồi làm việc cho Shinhan. Cái bộ dụng cụ du lịch các bạn, bao gồm cái nhíp, cái đồ cắt móng tay, cái đồ ngoài tai. Đây là cái bộ dụng cụ. Cái này là cái mặt nạ đắp mặt buổi tối. Cái này là chai nước hoa nhỏ, size nhỏ. Và cái này là cái kem dưỡng ẩm da và một vài cái mẫu skin care mà lúc bạn đi mua hàng bạn được tặng á. Thì đây là tất cả những cái vật dụng, mình gọi là cái bịch này là bịch skin care. Bịch này là bịch nhà tắm, tại vì những cái đồ sử dụng trong nhà tắm mình để riêng, những đồ skin care mình để riêng. Cái phần tiếp theo là những trang thiết bị điện tử. Giờ cái này quăng chút xíu. Những cái trang thiết bị điện tử thì cái này là cái bao đựng mà máy chụp hình là cái mà mình đang quay phim rồi. Cục sạc của máy chụp hình và tất cả mọi thứ sẽ được ở đây. Cái tiếp theo là cái Kindle để đọc sách và điện thoại. Đây là những thứ mà không thể tách rời được cho chuyến đi. À và đặc biệt có một cái, đó là cái này là cái cục phát wifi của một cái công ty ở Việt Nam mà họ cho bạn thuê cái cục này để trên đường đi du lịch bạn có thể phát wifi ở mọi nơi. Cái cục wifi này từ công ty tên là GoHub, bạn có thể lên Google để tìm, lên Google hoặc Facebook hoặc Instagram để tìm địa chỉ của GoHub nha. Thì cái cục sạc này rất là tiện lợi, đó là bạn chỉ cần bật cái công tắc lên thôi là bạn có thể share wifi được cho 3-4 người, dùng được chung cho cả một nhóm. Đồng thời GoHub rất là dễ thương, đó là mỗi lần mình đi họ đều phát, các bạn đều đưa cho mình một cái đồ này, được đặc biệt là cực kỳ quan trọng ở Ấn Độ luôn đó bạn. Tại vì người ta không có sử dụng cái chấu, hai chấu như ở Việt Nam, mà người ta dùng cái ba chấu, cho nên cái cục này cực kỳ quan trọng. Nó giúp bạn có thể sạc được điện thoại, sạc được máy tính, còn cái chỗ này còn sạc được cả cái Kindle của bạn luôn. Thì đặc biệt là đi Ấn Độ mà bạn vào những cái khu sâu mà bạn cần search đường hoặc bạn cần tìm cái địa điểm ăn uống thì nên Google, GoHub để tìm và thuê cái thiết bị điện tử này khi mang trên đường. Mình rất là thích cái dịch vụ của công ty này. Họ rất là dễ thương, các bạn rất là trẻ, rất là dễ thương, rất là nhiệt tình luôn bạn. Và giá thuê thì rất là phải chăng. Bạn nhớ tìm ở trên mạng là GoHub nha. GoHub, Wi-Fi Everywhere. Và cái phần tiếp theo là một vài cái vật dụng khác cho chuyến đi, như là bạn mang theo bình nước để xách theo. Ở Ấn Độ thì bạn đừng nên uống nước mà người ta đưa cho bạn nha. Đây là ý kiến cá nhân của mình thôi, là bất kể ở chỗ nào mà người ta đưa nước mà không có đóng mát, nhãn mát hoặc không có chai thì bạn đừng nên uống, mà hãy chỉ là mua nước từ cái bình nước, cái bình plastic các bạn, cái bình bằng nhựa, và bạn rót vô cái bình của mình rồi bạn mang theo trên đường đi. Thì mang theo bình và uống nước của mình, và đừng uống nước mà người ta đưa nha, nhớ. Một cái nữa là mang theo nón, mắt kính, mang theo cái tai nghe nghe nhạc và một cuốn sổ ghi chú ở trên đường đi. Đặc biệt là như mình đã nói, nhắc trong cái phần nước á, đó là bạn có thể sẽ bị đau bụng nếu bạn nào không quen, vì Ấn Độ khá là dơ, không có được sạch lắm. Không biết nói làm sao nữa, nhưng mà mình thì ok, mình thì chấp nhận được, nhưng mà bạn sẽ phải để ý những chi tiết, như là bạn đừng ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, bạn chỉ ăn những cái phần mà bạn cảm thấy là nó chín, nó sạch, như rau xanh hay này kia, bạn đừng, mình chưa rửa sạch này kia bạn đừng có ăn nha. Thì bạn, cái này là một cái cực kỳ quan trọng nữa, đi kèm với cái bình nước luôn, đó là bạn nên mang theo một vài thuốc, như là thuốc đau đầu, thuốc đau bụng, thuốc tiêu chảy. Đó là những cái thứ rất là quan trọng mà bạn cần phải mang đi khi đi Ấn Độ. Thì cái bịch này là bịch đựng thuốc của mình. Thực ra thì truyền thông nói khá nhiều về Ấn Độ là hiếp dâm, là
dơ, là có thường phụ nữ này kia, thì đó là những cái thứ mà người ta gọi là mang tiếng xấu thôi. Còn đối với mình, Ấn Độ là một đất nước rất là dễ thương, rất là xinh đẹp, mọi thứ rất là hấp dẫn đối với mình. Thì nếu bạn đi du lịch, hãy cứ mở rộng lòng mình ra và bạn hãy suy nghĩ bằng một cách như là mình không thể thay đổi được, mình không phải qua đây để mà thay đổi cái lifestyle của người ta, nên mình phải chấp nhận và mình phải accept nó để cái chuyến đi của mình nó hoàn hảo hơn, nó thoải mái hơn thôi, chứ đừng cố gắng gồng mình lên để mà sửa đổi, mà hãy là quyết định những cái tình huống, quyết định những cái ý tưởng của bạn nhanh, gọn gấp và mạnh liệt, rất là rõ ràng. Nếu như mà người ta yêu cầu bạn trả cái này, bạn nói không, tao không muốn cái này, tôi không muốn cái này, tôi không trả, rồi bạn đi thẳng luôn, thì bạn đừng có đôi co dây dưa là không, xin lỗi hay là cái này kia, thì sẽ rất là khó để mà bạn có thể giao lưu được với người ta, để mà người ta không lấn át bạn. Hoặc là khi mà bạn đi vào nhà hàng mà người ta yêu cầu bạn phải tiếp cái số tiền lớn quá mà bạn không muốn, thì bạn hãy dứt khoát là không, tại vì có chừng này thôi, lấy thì lấy, không đi tao đi bây giờ. Thì những cái hành động dứt khoát như vậy sẽ giúp cho bạn tạo được cái thái độ rõ ràng, kiên quyết, thì người ta sẽ không có làm gì bạn hết nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách đóng gói đồ gọn gàng. Đây là những thứ mà mình đã đóng gói hoàn toàn vào từng bịch, từng hộp, rất là gọn hết rồi nè. Còn riêng áo quần thì bạn cuộn lại, bạn túm cả cái đồ dài nè, bạn cuộn tròn nó lại, vút vút hai bên cho nó dạng ra, rồi bạn cuộn lại, cuộn tròn lại như vậy. Sau đó bạn xếp chồng chồng lên nhau thì ba lô bạn sẽ đựng được hết thôi. Và bây giờ mình sẽ pack hết tất cả các đồ đạc này vào hai cái ba lô. Nhìn thì nhiều vậy thôi, nhưng mà lúc mà bạn cuộn lại và bạn xếp gọn gàng vào trong ba lô thì nó sẽ rất là nhanh. Cảm ơn bạn đã theo dõi YouTube của blog Yogi Travel và cái kinh nghiệm đi du lịch và tập yoga. Hy vọng là bạn sẽ tiếp tục coi cái hành trình tiếp theo của mình về Varanasi, về Rishikesh, về New Delhi ở những video tiếp theo của mình nha. Nếu mà bạn thích video này, hãy bấm nút like và bấm nút đăng ký vào kênh YouTube của mình để chờ thông báo về những cái bài tập yoga và những cái kinh nghiệm du lịch tiếp theo. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người vào cái video clip lần sau.